Rồi, ở chỗ này nè, các bạn áp dụng cái team nha. À, đầu tiên là bây giờ các bạn muốn cái team mà có anh này nè, thì một là các bạn tạo tung 3, hai là các bạn tạo một cái team mới. Để tạo team mới thì cô sẽ vào res, vào value, xong chọn team. Ok, sau để các bạn làm cái team mới, đặt tên đó. Ok, các bạn có thể đổi mọi thứ trong này, đổi luôn anh này. Anh này các bạn giả sử các bạn để là demo đi ha. Đấy, các bạn chọn cái team này là Duck 3 hả? Duck hay là Line các bạn? Duck Action 3 hả? Đó, ok không? Sau đó các bạn sang cái Android Manifest. Các bạn chọn trên cái activity mình đang chạy này nè, các bạn chọn cho cô một cái team mới. Cái team mình vừa tạo ra đó là cái team demo. Team chấm nó là cái gì nhỉ? Nó là style đúng không? Style cái demo của cô đâu nhỉ? Cái gì demo nhỉ? Team style team chấm demo đây. Cái cô vừa tạo ra đây nè nhá, nó nhiều quá đây. Ok rồi, rồi bây giờ các bạn chạy lại nè, các bạn chạy lại các bạn sẽ thấy là có cái thanh tool bar. Ok không? Đấy, lần này chạy lại nó sẽ nhanh hơn, tức là cái lần đầu bao giờ các bạn chạy nó cũng chậm hơn nhá. Đấy rồi, các bạn làm đến đây chưa? Bình, what are you doing? Gõ đi, chiều gõ đi, làm đi, sai sửa. Các bạn có lợi thế là học ở trên lớp á, các bạn mà sai các bạn hỏi cô được dễ. Về nhà các bạn hỏi nó cũng khó. Bữa trước Tiên nhỉ? Tiên hỏi cô phải team view đúng không? Rồi, các bạn để ý thấy không ạ? Cái icon home của cô hiển thị đây rồi này các bạn. Con dấu ba chấm này các bạn, hai cái còn lại sẽ hiển thị trên dấu ba chấm đúng không? Ok, tại vì cái nút home của cô ấy là cô đang để là gì ạ? Cô đang để là always, là luôn luôn hiển thị. Còn hai cái kia không có là nó ẩn đi nè các bạn, thấy chưa? Ok đấy, home. Còn nếu home mà cô bỏ cái always này thì ba cái nó sẽ hiển thị ở dưới đúng không ạ? Đấy, cái icon trên thanh toolbar đây, được chưa? Ok đấy, vậy là xong cái phần hiển thị nha các bạn. Đây, nó có các trạng thái là always nè, always nè, collab nè, if room nè. If room là nó vẫn hiển thị nhưng nếu nó đủ chỗ, không đủ chỗ thì nó ẩn, hiểu không ạ? Đó, never là không bao giờ hiển thị, và widget là hiển thị với cái title phía dưới. Ok đây. Rồi, bây giờ đến cái phần 3 của các bạn này, là thực hiện để chọn cái menu. Thì với option menu, nó sẽ có, với cái option menu thì nó sẽ có một cái hàm là on gì đấy ạ? On option chờ đợi xíu hàng. Trời ơi, cái gì không biết nữa. On option, option item selected, thấy chưa? Đây, on option item selected, các bạn enter. Ok, ở đây các bạn nó sẽ trả về từng item một, thì mình sẽ so sánh cái ID của item này với ID của cái menu, đúng không? Vậy đầu tiên các bạn lưu ý nhé, ID là nó trả về cái integer, cho nên các bạn để là integer ID gán bằng item chấm gì đấy ạ? Get
item ID. Đúng chưa? Bây giờ dùng switch nè. Switch hay là if đều được ha. Switch ID. Nếu ID này trùng với case, nếu ID này trùng với r.id.option menu là home thì tôi sẽ làm gì đó. Và các bạn break, đúng không? Đây. Và mình có mấy cái ID ạ? Có 3 cái ID. Đây, cái menu của mình ấy có 3 cái ID nè. Contact và profile, đúng không? Vậy mình sẽ viết thêm đây là contact. Cái này mình để là profile. Xong chưa ạ? Làm gì đó tùy mình. Ví dụ như bật ra một cái thông báo, đúng không? Hay nhảy về một activity nào đó. Ok không ạ? Rồi. Alright, ok không? Hay là mình dừng chương trình lại luôn. Dừng chương trình lại luôn, ví dụ thế, mình thoát luôn, đúng không? Exit chẳng hạn, đúng không ạ? Bất kể cái gì. Đấy. Ai viết được cho cô, nó bật ra một thông báo dùng câu lệnh thoát coi, thoát. Ai bữa giờ chưa dùng một câu nào thoát luôn, ai dùng nào? Tân coi, Tân bật cho cô thông báo là bạn đã chọn cái home. Lân lân biết ra bật viết ra một cái thông báo, đọc cho cô cái coi, dùng cái tót. Trời 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 ơi, tót nè, tót chấm gì, tót chấm gì hả? Trời ơi. Rồi, tot.mixtech. Cái đầu là cái gì đấy ạ? Menu demo activity.dit. .dit nè. Sau đây thông báo nè. Bạn đã chọn home nè. Rồi cô enter cái, các bạn nhìn cho dễ nè. Đây, enter xuống các bạn nhìn cho dễ nè. Length short là cái thời gian các bạn muốn cho nó hiển thị dài, các bạn để cái này là length long. Được chưa? Rồi, chạy nha. Chạy lại nè. Ok. Đấy. Cô bấm một nút home nè. Nó bật ra dòng thông báo đây nè, thấy chưa? Tốt chưa? Tốt chưa? Ok, này bấm nè. Nó tốt ra thông báo nè, được chưa? Ok không ạ? Rồi. Ok, cái này là sau này mình sẽ dùng để mình làm gì đi ạ? À, mình nhảy ra đến một cái activity hoặc là một cái gì đó. Đây, code thực hiện ở đây. Đúng chưa? Rồi, cô dừng cái này lại nhá. Ok. À chưa, còn cái nữa. Vậy thì bây giờ các bạn muốn làm cái context menu thì làm sao ạ? Cái này là option menu. Bây giờ cô muốn làm context menu thì phải làm sao ạ? Cái thứ nhất, context menu nó thường nó gắn với cái gì ạ? Nó gắn với một cái nút hoặc một cái view nào đó, một cái view. Đúng ạ? Rồi, ở trong này cô sẽ tạo các bạn một cái list view nhé. Ok. Rồi, cô tạo một cái list view. Rồi bây giờ tiếp nè. À, trong này, trong giao diện này, trong giao diện này, cô sẽ tạo một. Vậy cái phần option menu các bạn biết chưa ạ? Nó sẽ có một cái hàm là on create option menu, để các bạn gắn cái menu nào này vào trong cái activity. Một cái thứ hai là cái on option item selected, để các bạn lựa chọn cái menu. Đồng ý không? Rồi. Cái một cái menu tiếp theo mà cô demo cho các bạn đó là context menu. À, context menu. Thì đầu tiên cô sẽ tạo một cái list view. Đây, ở trên này cô sẽ tạo một cái list view.
Đây. Cô vào design nha. Cô nắm cô thả nè. Các bạn mà không nhìn thấy thì các bạn search cho cô một cái list view đây. List view nha. Cô nắm cô thả xuống nè. Đó. Ok. Các bạn neo nó lại nè. Các bạn bấm vào cây dấu này nè. Info constraint nè. Các bạn nhấn một cái nó neo các bạn bốn góc luôn nè. Thấy chưa? Ok. Rồi. Cái điều quan trọng các bạn phải đặt cái ID cho list view. Đây, ID nè. Là list view. Ok, đặt list view được rồi, lover được rồi. Được chưa? Rồi. Ở trên cái file Java, các bạn làm gì? Đầu tiên các bạn phải khai báo cái list view đúng không? Cô bữa trước hướng dẫn các bạn rồi, list view thì nó là một cái adapter view, cho nên các bạn cần cả dữ liệu nữa đúng không ạ? Dữ liệu thì tạm thời cô sẽ để tạo một cái mảng nhé. Rồi cô sẽ có một cái list view này các bạn. Cái này cô sẽ làm nhanh nè. List view. Rồi tạo data này các bạn. String. Searcher data đi ha. Data nè. Bằng nè. Mảng là dấu mốc nhọn. Đại cam. Quýt. Mít, dừa. Nhìn là biết ham ăn rồi đúng không? Rồi. Ok. Được chưa? Data có rồi. List view có rồi. List view thiếu cái gì nữa? Thiếu ánh xạ đúng không? File view by ID. Error.id.listview. Ok. Chưa? Rồi bây giờ mình tạo adapter để nạp nó thôi. Array adapter đúng không? Adapter bằng new array adapter quá dễ. Rồi menu demo activity.dist xong giao diện nè. Ở đâu android.r.layout chưa để data đâu người. Rồi. Simple list item đúng không? Chọn cái đơn giản sau đấy mới đến gì đấy ạ? Đúng rồi, bây giờ đến data chính xác. Rồi bây giờ nạp vào list view chấm set gì ạ? Adapter, đưa adapter vào. Vậy là mình xong được một cái list view. Thấy chưa? Tại sao cô thuộc được? Làm nhiều. Không có gì cả, làm nhiều nó quen tay thôi, chạy phát nha. Rồi. Cái này mà cứ các bạn làm 10 lần là các bạn thuộc. Đúng không? Chờ xem chạy xíu nó lên. Rồi bây giờ mình nè. Ví dụ trên mỗi item đấy cô để sửa và xóa. Cô nhấn giữ vào từng cái một xong cô sửa và xóa được không? Nha. Đấy, đây cam quýt mít dừa có chưa? Rồi bây giờ cô nhấn giữ vào anh này. Các bạn thấy cô chọn chưa? Cô nhấn giữ cái. Nhấn giữ cái thì nó sinh ra một cái menu cho mình sửa và xóa, đồng ý không? Rồi, ok. Vậy thì đầu tiên mình phải tạo cái gì ạ? Tạo cái menu. Bước 1 bắt buộc phải tạo cái menu. Cái này cô tại sao cô làm lại? Làm lại để các bạn nhớ. Đây. Menu resource file. Đặt tên là context menu. Ok. Cô để hai cái sửa và xóa thôi. Cái này bạn nào mà để icon thì để, không để icon thì thôi. Cái này nó không hiển thị icon đâu. Vào code đúng không? Item ID. Context sửa. Đúng không? Title sửa, dữ liệu sửa. Sửa thôi được rồi. Rồi, tiếp một cái item nữa. Đúng không ạ? ID là context xóa. Title xóa. Xong. Các bạn thấy nhanh chưa? Đơn giản quá, đúng không? Bây giờ add context menu add sao các bạn? Add context vào như nào nè? Mình có menu rồi, mình add vào như nào? Mình cũng giống anh này đúng không? Thay vì cái này option thì mình sửa thành
Chính xác. Quá đơn giản đúng không? Rồi. Mình để gì đây ạ? On create contact. Thấy chưa? Y chắc không khác một cái gì các bạn ơi. Không khác một cái gì. Đúng chưa? Cái này là gì đó? Contact menu info. Rồi, cái này là contact menu. Đúng không? View. Cũng inflator. Đúng chưa? Khoan. Còn một cái nữa, nó phải apply vào đâu nữa các bạn ạ? Cái này chưa đâu, nó phải apply vào chỗ nào nữa cơ? Thì đây các bạn phải làm gì đấy ạ? List view gì ạ? Set gì ạ? Set contact đúng không? Không phải, set gì? Set menu hả? Set gì? Không. Set cái gì để cho LV, chứ không phải LV.set. Set gì? LV.set. Không có set. Set contact. Không phải set contact. Cái gì ta? Set contact. Set menu hả? Set menu. Set gì ta? Đọc cho cô gái. Register. Đăng ký register. Trời ơi. Register. Main contact. Set for contact menu. Mấy đứa này. Delete view vào. Trời ơi trời. Được chưa? Đấy. Tức là phải đăng ký cho anh list view thì mới áp dụng trên list view. Được chưa? Ok. Rồi, bây giờ chỉ việc nhấn và giữ đúng không? Nhưng mà cái này đúng chưa đã? Cái inflate đưa vào cái menu. Rồi, chạy lại nè. Cái này là nhấn giữ nha. Và các bạn lưu ý, các bạn set cho list view chỉ nhấn giữ trên list view thôi. Các vị trí khác không nhấn giữ được. Ok không ạ? Đấy, nó chỉ set cho list view nha. Rồi. Nhấn giữ nè. Đấy. Ủa? Cô nhầm, xin lỗi. Cái này là gì ạ? Contact menu, sorry. Thôi nhưng mà khỏi cần demo, các bạn biết rồi nè. Nhấn giữ là nó ra nha. Ok không? Các bạn đổi này lại là xong. Được chưa? Giờ chọn sao ạ? Chọn thì sao ạ? On gì ạ? On cái gì đây? Off contact. Contact item selected. Được chưa? Tương tự ta có. Vậy thì cô copy được anh này xuống không? Được. Trời ơi, tội gì phải gõ. Đúng không ạ? Đấy. Ở đây mình đổi cái gì các bạn? Mình chỉ đổi cái ID thôi. Mình có hai cái ID các bạn. Vậy mình chỉ đổi anh này thôi. Cái này cô để là contact. Sửa. Và dưới là gì ạ? Contact. Xóa. Ok không? Ok, bạn đã chọn gì đấy ạ? Sửa item. Ok. Rồi. Y chắc không khác gì. Các bạn thấy không ạ? Các bạn làm được một cái thì cái sau các bạn làm tương tự. Các bạn để ý nhá. Mình học mình không cần nhớ. Mình phải biết cái phương pháp. Hiểu không ạ? Không nhớ thì mình có thể search nhá.
Còn nhớ chỉ có các bạn làm liên tục không đổi, các bạn mình như không nhớ, không quên thôi. Được chưa? Đấy, biểu ngay các bạn gõ khoảng 10.000 dòng cốt. Kiểu đấy cốt không bao giờ quên. Đúng không ạ? Đó, bây giờ nhấn giữ nè. Sửa nè, xóa nè. Nhấn sửa cái nè. Nó bạn đã sửa item nè, thấy chưa? Ok, cái dòng này nè. Ok không ạ? Đó. Hay lắm. Rồi ok vậy thôi. Coi dừng cái này lại.